rau diếp cá nha bà con. Có người người ta còn gọi là rau diếp cá, nhưng mà rau diếp cá hay là rau diếp cá nó cũng là một thôi. Những người có bệnh ở đây, những người như vậy là vui lòng đừng ăn rau diếp cá hay rau diếp cá. Nó làm cho chứng bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người không ăn được rau diếp cá, là những người lạnh bụng, khó tiêu, tiêu chảy, chóng mặt, hoa mắt, huyết áp, dưỡng âm, thể trạng hàn, tay chân lạnh, rối loạn tiêu hóa. Đó, những người này vui lòng đừng ăn rau gắp cá hay là rau diếp cá, là nó làm cho bệnh mình xấu đi, càng ngày càng lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe càng ngày càng xấu, càng xấu, càng xấu. Đó là những người có bụng lạnh, tiêu chảy, chóng mặt, hoa mắt, huyết áp, dưỡng âm, thể trạng hàn, tay chân lạnh, rối loạn tiêu hóa. Vui lòng đừng ăn rau diếp cá hay là rau diếp cá, để cho bệnh mình mau lành, mau bớt, mau khỏi và sức khỏe tốt lên. Nếu ta ăn vào thì sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Bà con nhớ nhớ vui lòng đừng ăn nha. Tốt cho sức khỏe mình là rau giáp chiếc cá này nè. Nó trị được táo bón, trị bệnh trĩ, bảo vệ, nó làm cho đẹp da, tiêu hóa tốt. Mà ta chỉ cần ăn và uống đến 40 gram một ngày. Một ngày uống không quá, ăn không quá 40 gram một ngày. Nếu ta ăn liền 5 ngày, ta phải nghỉ 2 ngày. Uống được buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, tối là không uống. Tối là để cho thanh nhiệt nó giải độc. Tuyệt đối không uống sau 22 giờ đến 6 giờ sáng. Đó, ta tuyệt đối không uống rau gắp cá này hay là diếp cá này, ăn vào, uống vào sau 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau là vui lòng. Tuyệt đối đừng ăn, để cho nó tốt và tốt cho sức khỏe của mình, không nguy hại mà cũng không phải đến bệnh viện. Cảm ơn bà con nhiều. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào 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 nào, xin chào.